Hello, xin chào tất cả anh chị em. Thì hôm nay tôi sẽ cùng với tất cả anh chị em đi tìm hiểu cái nguyên nhân mà vì sao xe ô tô của chúng ta có mùi hôi, có mùi lạ và vì sao lại có cái mùi hôi đó. Thì chúng ta cùng đi tìm hiểu cái nguyên nhân mà nó có cái mùi hôi như vậy. Thì anh chị em hãy xem đây. Đó, đây là những cái chiếc dàn lạnh mà chúng tôi đã thay ra. Đấy, rất chi là bẩn đúng không ạ? Đây là những chiếc dàn lạnh. Đó, đây, toàn bộ đây là những chiếc dàn lạnh mà anh em chúng tôi đã thay ra. Đó, thì chúng ta xem cái dàn. Đây là bất kỳ cái dàn nào được. Đây, đây là cái dàn lạnh anh em. Anh chị em nhìn thấy rất chi là bẩn đúng không ạ? Đó, vì sao lại bẩn như thế này? Đấy, và vì sao lại có mùi hôi? Thì cái dàn lạnh ô tô của chúng ta là nó có cái nhiệm vụ là nó ngưng động lại cái hơi lạnh, ngưng động lại cái hơi nước. Nó sẽ thành như là một cái tảng đá bên trong anh em. Thì là khi mà chúng ta bật điều hòa để mà máy lạnh của chúng ta nó lạnh được, thì cái dàn lạnh này nó phải có lạnh và có nước khi nó toát ra, nó bốc hơi. Thì cái xe ô tô của chúng ta là cái con xe mà nó di chuyển ở ngoài đường. Khi mà di chuyển ngoài đường thì trong xe của chúng ta có hai chế độ bật quạt gió. Một là bật gió trong, hai là bật gió ngoài. Khi anh em, chị em chúng ta bật gió trong xe thì là nó sẽ đỡ bẩn vào bên trong xe hơn và đỡ có mùi ở bên ngoài môi trường vào hơn. Đấy, nhưng mà không phải vì thế mà xe của chúng ta, cái dàn lạnh của chúng ta lúc nào nó cũng sạch. Đó, vì là trong xe của chúng ta cái khu vực để chân ấy, nếu mà anh chị em nào mà không vệ sinh thường xuyên, đấy, không để ý thổi rửa vệ sinh ở cái chỗ mà dưới sàn ấy, thì khi anh chị em bật vào trong thì cái gió quẩn, cái quạt gió nó sẽ hút lên và nó đẩy hơi bẩn lên. Đấy, và làm cho cái dàn lạnh của chúng ta cũng sẽ bị bẩn vì cái dàn lạnh của chúng ta là có nước ẩm. Đấy, có nước ẩm để nó làm lạnh mà. Thì nó có nước ẩm, nó đọng ở đây lâu ngày, đấy, nó tích tụ dần và dẫn đến là nó không thoát được cái hơi nước nó không khô ấy, thì nó không thoát được hết đi, dẫn đến là có mùi hôi. Đấy, do là có đất này, có các thứ à, nhiều lúc lại có chuột bọ nó tha các cái đồ ăn ở bên ngoài vào. Đấy, dẫn đến là cái dàn của chúng ta nó bị bẩn này, bị hôi này. Đấy, khi mà chúng ta bật điều hòa và đẩy gió ra ngoài cửa gió là dẫn đến là bị hôi. Còn những con xe mà chúng ta lấy gió ngoài nhiều ấy, lấy gió ngoài nhiều thì dàn chúng ta sẽ nhanh bẩn hơn, nhanh tắc hơn. Đấy, và dẫn đến là độ hôi, mùi hôi nó nhiều hơn, dễ có mùi hôi hơn. Đấy, thì là anh chị em hãy để ý. Đấy, cái vấn đề này là cái mùi hôi này chính là ở trong cái dàn lạnh này nó bốc ra qua ngoài cửa gió thì là chúng ta đã ngửi thấy. Để xử lý và những cái vấn đề như thế này thì là chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải hạn chế được cái đất cát này, bụi bẩn này nó vào trong và nó giữ ở trong cái dàn lạnh này. Đúng. Thì là những cái con xe đời cao bây giờ ấy, đều nó có lọc gió. Đấy, có lọc gió nó chắn, nhưng mà lọc gió thì nó chắn được và gọi là 90%, nó không thể 80-90%, không thể chắn hết bụi bẩn được. Đấy, vì thế nên là chúng ta phải để ý là chúng ta vệ sinh cái lọc gió thường xuyên này, và chúng ta vệ sinh cái chỗ mà anh chị em ngồi thường xuyên, cái chỗ mà chúng ta để chân ấy, vệ sinh sạch sẽ thường xuyên. Đấy là hai cái vấn đề đấy chúng ta phải xử lý thường xuyên. Đấy, cái thứ ba là chúng ta hãy hạn chế là bật gió ngoài. Khi mà chỗ nào mà đường sạch mà muốn không khí nó thoáng thì chúng ta có thể bật gió ngoài, còn không thì chúng ta hãy dùng gió trong để cho cái xe ô tô của chúng ta, cái điều hòa máy lạnh của chúng ta lạnh sâu hơn và không khí của nó được sạch hơn. Đấy, đấy là mấy cái yếu tố và mấy cái vấn đề mà là tôi muốn chia sẻ cho anh chị em biết được. Và anh chị em hãy nhớ rằng khi mà trước khi chúng ta tắt điều hòa đi thì có một cái cách, một cái mẹo là chúng ta có thể chúng ta tắt AC và để quạt gió nó thốc một lúc để cho cái dàn lạnh của chúng ta khô, nó đỡ đi. Đấy cũng là một cái cách gọi là để cho nó, cái dàn lạnh của chúng ta nó khô bớt đi để nó đỡ dính bụi, dính bẩn, đấy, đỡ dính ẩm. Đấy, thì đấy là cũng là một cái cách rất chỉ là hay đúng không ạ? Thì là anh chị em hãy nhớ, hãy để ý là chúng ta phải vệ sinh thường xuyên các hệ thống. Và chúng ta hãy nhớ rằng có một vấn đề này nữa này. Khi mà điều hòa của chúng ta lạnh không sâu, có nghĩa là điều hòa của chúng ta lạnh nông, thì xe của chúng ta vẫn rất dễ có nhiều mùi hôi. Và hôi không hết mùi hôi luôn anh em. Nếu mà máy lạnh của chúng ta lạnh sâu ấy, thì là nó chỉ khi chúng ta mới bật quạt gió lên, mới bật điều hòa lên là chúng tôi hơi ngửi thấy mùi hôi. Đấy, đấy là cái mùi hôi của cái gió nó đẩy qua cái dàn lạnh, nó đẩy vào ra cửa gió và chúng ta ngửi thấy.
Nhưng khi mà chúng ta bật như vậy lâu mà vẫn thấy mùi hôi thì chứng tỏ một điều là máy lạnh của chúng ta không lạnh sâu, thì anh chị em phải đi kiểm tra lại cái hệ thống điều hòa đó. Còn nó có một số cái xe thì anh chị em chúng ta bỏ lọc gió ra và chúng ta có thể đưa nước vào, chúng ta rửa cái dàn lạnh này ở tại trong xe luôn thì cũng được. Có một số cái dàn là có một cái số vị trí là chúng ta rửa được tại xe luôn đấy, thì là anh chị em có thể ra thợ hay có thể tham khảo để chúng ta xử lý. Và nhất là có những xe nào có lọc gió trong ấy, thì anh em có thể chịu khó. Việc cái vấn đề lọc gió trong thì ai cũng làm được, thì chúng ta có thể bỏ cái cốp ra, bật cái cốp ra và chúng ta dùng tay chúng ta cậy đấy, hay là tu vít chúng ta tháo những cái lọc gió ra để anh em chúng ta có thể vệ sinh, thổi hoặc thay lọc gió. Cái vấn đề đấy là làm rất chi là dễ, anh chị em có thể xử lý được đấy. Thì là tôi là có mấy cái vấn đề như vậy là muốn chia sẻ cho anh chị em để anh chị em biết để xử lý được cái vấn đề mùi hôi ở trong xe, cái nguyên nhân vì sao nó hôi và cái cách xử lý làm hạn chế cái mùi hôi như vậy, đúng không? Thì là chúng ta hãy tham khảo để chúng ta xem cái biện pháp nào mà chúng ta áp dụng được thì là chúng ta áp dụng. Còn ngoài ra thì có một số xe là có thể lắp thêm nước hoa này hay là một số cái gì đó, nhưng mà sẽ không hết ở đâu, vì cái bệnh chính xác cái gốc rễ của nó là chữ cái bẩn ở trong cái mùi hôi ở trong cái dàn lạnh này nó bốc ra anh chị em ạ. Thì là chúng ta phải có thể là chúng ta vệ sinh này, chúng ta vệ sinh lọc gió này, hay là chúng ta rửa dàn lạnh này, chúng ta tháo cái quạt gió ra, tháo quạt gió dàn lạnh và chúng ta đưa nước vào chúng ta có thể rửa được đấy. Thì là anh chị em hãy để ý. Còn nếu mà chúng ta mà để bẩn này lâu ấy thì dẫn đến làm sao ạ, dẫn đến mục cái dàn lạnh mà chúng ta phải thay dàn lạnh đấy. Như những cái dàn như này là đều bị mục và bị hở anh em mới thay đấy. Đây là toàn bộ những cái dàn lạnh mà anh em chúng tôi đã thay ra vì nó bị mục, bị hở do là nó ẩm nước lâu ngày đấy, do là đất cát rồi thì những cái bẩn bụi nó hít vào trong đây, nó giữ lại hơi ẩm, giữ lâu hơi ẩm ở trong cái dàn lạnh, dẫn đến dàn lạnh của chúng ta bị mục, đúng không ạ? Dẫn đến bị mục thì là bị hở và chúng ta không thể hàn được đấy. Thì anh chị em hãy để ý. Hôm nay cái video của tôi chia sẻ về cái vấn đề là nó vì sao nó có mùi hôi ở trong xe ô tô của chúng ta, xin kết thúc tại đây. Anh chị em hãy để ý và chúng ta tìm hiểu sâu hơn về các cái vấn đề điện và máy lạnh ô tô thì hãy đăng ký kênh của chúng ta để chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về điện và máy lạnh ô tô anh chị em nhé. Ok, xin chào anh em, bye bye.